Mến chào tất cả quý cô chú, quý anh chị khách hàng đến với kênh Bất Động Sản Howdy Phát, kênh chia sẻ thông tin, phân tích thị trường bất động sản Việt. Howdy Phát kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Dạ kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, thì trong cái thời gian vừa rồi Bất Động Sản Howdy Phát cũng có một số công việc và không có ra video nhiều. Thì ngày hôm nay thì bắt đầu từ ngày hôm nay thì cứ vào lúc là 19 giờ hàng ngày anh chị ha, thì Howdy Phát sẽ tiếp tục là ra những cái video về thị trường bất động sản năm 2024 gửi đến tất cả quý cô chú anh chị. Rất là mong quý cô chú anh chị có thể là theo dõi, ủng hộ và nhấn like, nhấn đăng ký kênh Bất Động Sản Howdy Phát nhé. Dạ vâng, chủ đề ngày hôm nay đó là thị trường bất động sản đầu năm 2024, người giàu cũng khóc. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, thì bây giờ cũng đã là bước qua đầu năm 2024 rồi, cũng kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị có một cái năm mới an khang thịnh vượng. Đầu năm 2024 thì cái khó khăn nó vẫn chồng chất khó khăn, nợ xấu, nợ giang hồ, nợ không thu hồi được. Trong khi mình nợ người ta anh chị thì mình phải lo mà trả. Mà đây thì rất là nhiều doanh nghiệp bất động sản lâm vào cái tình cảnh là phá sản luôn rồi. Khi mà cái tỷ lệ phá sản của ngành bất động sản trong năm 2023 được gọi là đứng đầu trong tất cả các ngành. Đại gia bất động sản cũng phải là kêu trời khi mà tài sản thì nhiều nhưng mà không bán được, đất đai thì bao la bạc ngàn nhưng mà không có tiền mặt. Thì theo báo cáo mới đây nhất về tình hình sức khỏe của các doanh nghiệp, trong đó đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản và doanh nghiệp xây dựng, thì đã có rất là nhiều những doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng gọi là khẩn cấp và đứng trên cái bờ vực là phá sản rồi anh chị. Khi mà cái thị trường bất động sản rơi vào trạng thái đóng băng thì cái khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp, ngoài việc là không bán được sản phẩm, không bán được hàng, không có doanh thu, không có lợi nhuận thì đã đành. Cái đó là mặc định rồi. Đó là cái sự khó khăn chung của thị trường. Nhưng mà khó khăn lại chồng chất khó khăn ở chỗ là những cái sản phẩm mà công ty đã bán và cho khách hàng trả chậm theo tiến độ, theo thời gian. Thì đến cái thời điểm hiện tại khi mà tình hình kinh tế làm ăn cũng đang rất là khó khăn và cái thu nhập của nhiều người cũng bị ảnh hưởng, và trong đó có những người đi mua sản phẩm của các công ty bất động sản đó thì họ không còn cái năng lực, họ không còn cái khả năng để mà tiếp tục trả nợ theo cái tiến độ cho công ty nữa rồi, thì họ mới xin công ty là hoãn nợ, giãn nợ ra, có nghĩa là xin công ty trả chậm, trả sau đi, chứ bây giờ tôi không có tiền để mà trả theo đúng tiến độ nữa thì công ty không bán được hàng, không có cái nguồn thu nào hết. Trong khi những cái khoản mặc định tưởng rằng là sẽ đến và thu theo đúng với cái thời gian đã quy định trong hợp đồng, nhưng mà giờ đây thì khách hàng cũng là xin hoãn, xin khất nợ. Một số khác thì còn khó khăn đến mức là họ lên xin công ty là thanh lý hợp đồng luôn anh chị. Thì cái bối cảnh hiện tại là một cái ván bài ngửa luôn rồi. Nhiều người họ thấy cái giá bất động sản bây giờ nó đi xuống quá nhiều anh chị, thì nhiều người cũng thừa hiểu là bây giờ ấy, có tiếp tục thanh toán cho công ty đúng hạn, lấy cái sản phẩm đó về thì cũng đâu có bán được ra đâu. Có nghĩa là không thể nào mà thanh khoản được trong cái giai đoạn này. Bây giờ mà tiếp tục trả nợ thì không có tiền để trả. Thậm chí là nhiều người có tiền để mà tiếp tục trả theo tiến độ nhưng mà họ vẫn không trả và xin công ty là giãn hoãn hoặc là đi lên để mà thanh lý hợp đồng. Khoản phải thu thì không thu được. Trong khi các khoản phải chi thì phải là chi đều đều. Cái tiền lãi ngân hàng phải đóng cho ngân hàng mỗi tháng, thậm chí là một ngày á, chậm một ngày thôi anh chị là ngân hàng người ta họ gọi điện là họ nhắc rồi. Mà không chỉ là nợ ngân hàng mà còn rất là nhiều những cái khoản nợ khác đang đè lên đầu của những doanh nghiệp bất động sản, đó là nợ trái phiếu, nợ thuế, thậm chí là một số doanh nghiệp còn nợ xã hội đen bên ngoài nữa anh chị, nó đi vay lãi ngày để mà thanh toán những cái khoản phải chi. Thì trong những cái video gần đây nhất của Bất Động Sản Howdy Phát cũng đã là chỉ ra anh chị mình rất là nhiều những cái chi tiết cụ thể, cái số liệu về các cái khoản trái phiếu đến hạn phải thanh toán cho trái chủ, cho nhà đầu tư vào năm 2024 sẽ là đỉnh điểm trong các cái năm. Thì liệu rằng với tình hình kinh doanh rất là ảm đạm, sản phẩm thì không bán ra được, hàng tồn kho thì rất là nhiều, mà những cái khoản đã bán cho khách hàng trả chậm bây giờ cũng khó thu hồi, một số khách hàng còn lên thanh lý nữa, thì bây giờ cái khoản thu thì gần như là không có, không có nguồn thu thì tiền ở đâu để mà trả nợ đúng hạn. Thì năm 2024
cũng tiếp tục là một cái năm rất là áp lực về nợ trái phiếu phải trả của các doanh nghiệp bất động sản. Và không dừng lại ở đó, có một khoản nợ khác cũng đang là đè lên đầu của các doanh nghiệp bất động sản. Đó là câu chuyện về nợ thuế, các cái khoản nợ bắt buộc phải trả. Tại vì anh chị kinh doanh thì đương nhiên là phải có nghĩa vụ là cái trách nhiệm là phải đóng thuế cho nhà nước rồi. Thì mới đây nhất, Cục Thuế của Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới là công bố đến là 198 doanh nghiệp nợ thuế đợt 2 của năm 2023. Và với cái số tiền là hơn 8.000 tỷ đồng, trong đó là không ít doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản và xây dựng. Đứng đầu là doanh nghiệp bất động sản nợ thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là một cái công ty đầu tư anh chị, Gun Hill, với cái số tiền nợ là hơn 12.890 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư Golden Hill là chủ đầu tư của dự án cao ốc phức hợp tại số 87 Cống Quỳnh, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này được quảng bá xây dựng trên một khu đất hơn 8.300 mét vuông, với quy mô là một cái tòa tháp trung tâm thương mại cao 8 tầng và hai tòa tháp với tổng cộng là 174 căn hộ. Cao ốc này có tên thương mại là Alpha City, từng là một cái dự án trọng điểm của Alpha King tại Việt Nam mình. Thì nhiều doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam cũng quen thuộc trong cái danh sách nợ thuế lần này, như là công ty cổ phần phát triển kinh doanh nhà hơn là 600 tỷ đồng, công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng thương mại sản xuất Nhật Thành đang nợ thuế cũng là 207 tỷ đồng. Và một cái công ty khá là quan mặt anh chị, đó là công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh, một công ty rất là uy tín, rất là thương hiệu trên sàn chứng khoán anh chị ha. Và có rất là nhiều dự án đang được phát triển trên thị trường bất động sản tại Việt Nam mình, thì hiện tại cũng đang là nợ thuế là 205 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn Danh Khôi thì nợ là 99 tỷ đồng. Thì học cũng có một cái ông bạn anh chị tốt nghiệp đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh, và anh bạn này cũng đang làm bên làm trưởng phòng anh chị bên tập đoàn Danh Khôi này á. Thì cái thời điểm trước anh chị cũng đã từng là mời Hảo về làm chung với team, bởi vì là bên đấy thì anh em cũng đang là có bảo là đang thiếu một cái nhân sự chuyên về marketing YouTube rồi TikTok rồi đấy. Nay thì anh ta cũng là mới là vừa nghỉ việc luôn anh chị, bởi vì là vấn đề là bên tập đoàn Danh Khôi này trả lương anh chị, vấn đề là nợ lương đến là cũng là 4 tháng trời rồi. Thành ra là rất là nhiều những cái tập đoàn công ty anh chị bây giờ người ta không có tiền để mà người ta thanh toán cho lương của nhân viên ấy, chứ đừng nói là đến việc mà nợ thuế này kia. Ngoài ra thì còn có một số công ty như là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Thuận Thành Phát cũng đang là nợ 90 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Đất Lành nợ là 78 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư Danh Khôi Holding nợ là 75 tỷ đồng. Công ty dịch vụ bất động sản Danh Khôi Việt nợ là 47 tỷ. Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản nợ là 45 tỷ. Công ty cổ phần bất động sản Khải Thịnh nợ là 42 tỷ đồng. Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn nợ là 34 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng miền Trung nợ là 33 tỷ đồng. Đấy, anh chị thấy không? Rất rất nhiều những tập đoàn bất động sản từ lớn đến nhỏ. Thì một trong những cái bản danh sách rất là dài như thế anh chị, thấy toàn là thấy các công ty bất động sản thôi anh chị. Đó là chưa kể những công ty mà nợ thuế cũng là tầm tầm mà dưới 20 tỷ nha. Như là công ty bất động sản Nhịp Cầu Địa Ốc anh chị cũng nợ là 20 tỷ. Rồi công ty cổ phần Danh Khôi Miền Nam cũng nợ 20 tỷ. Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Danh Việt Group nợ là 8 tỷ. Công ty cổ phần Đông Tây Land cũng đang nợ là 7,8 tỷ đồng. Trước đó thì Chi cục thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh mình cũng đã là thông báo quyết định là cưỡng chế bằng cái biện pháp là ngưng sử dụng hóa đơn với 12 doanh nghiệp trên địa bàn vì vấn đề là nợ thuế quá 90 ngày kể từ cái thời hạn nộp thuế theo quy định. Việc mà ngưng sử dụng hóa đơn anh chị là một trong những cái biện pháp mà gọi là cưỡng chế doanh nghiệp vi phạm về thuế. Sau khi mà doanh nghiệp nộp đủ số tiền nợ thuế, cơ quan thuế nó sẽ là có thông báo tiếp tục sử dụng hóa đơn. Có nghĩa là nếu mà những cái công ty mà nợ thuế trên 90 ngàn anh chị thì Chi cục thuế sẽ có là thông báo về việc là cưỡng chế bằng cái biện pháp là ngưng sử dụng hóa đơn. Thì khi đó anh chị, những cái công ty này á bán hàng cho khách hàng thì sẽ không được xuất hóa đơn, thì buộc lòng là phải trả những cái khoản nợ thuế cũ thì mới được tiếp tục là mở ra và tiếp tục xuất hóa đơn và tiếp tục là bán hàng cho khách hàng. Chính vì như thế là cái áp lực rất là lớn cho các doanh nghiệp bất động sản khi mà phải thanh toán những cái số tiền nợ thuế này để mà tiếp tục kinh doanh được.
trong một cái danh sách rất là dài như vậy anh chị, mà bất động sản Hardy Phát vừa mới liệt kê cho anh chị mình phía trên đấy, về những cái doanh nghiệp nợ thuế thì anh chị có thể thấy là trong đó ấy, phần đa là những cái doanh nghiệp bất động sản và doanh nghiệp xây dựng, và cái số tiền mà rất là lớn về thuế cũng toàn là doanh nghiệp bất động sản mà thôi. Điều đó cho thấy là doanh nghiệp bất động sản nói chung cũng đang gặp rất là nhiều những cái khó khăn khi mà đối mặt với rất là nhiều khoản nợ. Đầu tiên kể đến là nợ ngân hàng, và tiếp theo là nợ trái phiếu, và bây giờ lại là nợ thuế. Qua đó thì anh chị mình cũng có thể thấy được rằng lý do tại sao mà nhiều những cái đại gia trong ngành bất động sản, kể cả là doanh nghiệp bất động sản lẫn những cái nhà đầu tư cá nhân mà đầu tư lớn, có nhiều quỹ đất đấy, có nhiều tài sản nhưng mà lại không có tiền mặt, không có tiền để mà thanh khoản cho những cái khoản nợ, không có tiền đóng lãi, thì không còn là một cái điều quá ngạc nhiên nữa anh chị. Quá nhiều những cái khoản phải chi, trong khi là cái nguồn thu thì gần như là không có, rất là hạn chế. Một cái nữa là nguồn thu rất là ưa thích của các doanh nghiệp và những cái nhà đầu tư mà nắm những cái vị trí bất động sản cho thuê, đó là một cái nguồn thu rất là đáng kể. Trong cái thời kỳ bất động sản sốt nóng, bất động sản sôi động thì cái giá cho thuê cũng rất là được giá anh chị. Thì chính vì như thế, cái nguồn thu từ bất động sản bán lẻ, bất động sản cho thuê, shop house này anh chị, thì nó đem lại một cái lợi nhuận rất là tốt cho doanh nghiệp, cho những cái đại gia đang nắm giữ những cái vị trí vàng để mà cho thuê trong lĩnh vực bất động sản. Nhưng mà nhận thấy thì trong cái thời gian gần đây, khi mà kinh tế rơi vào cái tình trạng là suy thoái, thì rất là nhiều những cái người đi thuê mặt bằng, người ta cũng đang là gặp khó khăn. Câu chuyện là bán thì không có đơn hàng, không có khách hàng mua, không có doanh thu, không có lợi nhuận. Và nếu có thì cũng không đủ để mà trang trải cái chi phí mặt bằng quá lớn. Thì nhiều người đã buộc lòng là phải trả lại mặt bằng. Có người ấy, người ta họ cộng đến là 2 tháng, 3 tháng, thậm chí là cả 2 năm anh chị, mà người ta cũng là chấp nhận bỏ luôn cái số tiền cọc để mà trả lại mặt bằng cho chủ. Tại vì là bán không được hàng, bán không ra hàng được, kinh doanh không ra tiền mà, thì không thể nào mà duy trì, không thể nào mà tồn tại được. Đặc biệt là trong cái bối cảnh, cái thời điểm mà cái giá của mặt bằng cho thuê anh chị nó đã quá cao, nó rất là cao như vậy, mà bên chủ nhà thì người ta không có chịu giảm giá. Và trong cái bối cảnh hiện tại, khi mà công nghệ 4.0 đang lên ngôi, cái hình thức mà gọi là kinh doanh online nè, bằng các cái trang, cái sàn thương mại điện tử anh chị, bằng các cái nền tảng mạng xã hội như là Facebook nè, YouTube và TikTok, Zalo, rất là nhiều những cái nền tảng mà mạng xã hội đang được phát triển ở Việt Nam, và nó đang là rất là phổ biến. Nó làm cho cái việc mà thuê mướn mặt bằng bên ngoài nó cũng không còn quá là quan trọng nữa. Câu chuyện bây giờ là một số doanh nghiệp họ chỉ cần là thuê một cái số kho, cái kho bãi thôi, không cần là phải là ở những cái vị trí mặt tiền đâu, thì họ thuê cái kho để mà chứa hàng mà thôi. Còn cái doanh số chủ yếu bây giờ đến từ công việc là kinh doanh, buôn bán tất cả là online hết rồi, trên mạng xã hội và trên những cái trang thương mại điện tử. Và chính vì như thế, những cái mặt bằng kinh doanh ngày xưa cho dù rất là đắt đỏ, cho thuê mướn được rất là được giá, giá rất là nhiều tiền, giờ thì cái việc mà cho thuê anh chị nó gặp rất là nhiều khó khăn. Thì đối với những cái người chủ mặt bằng, khi mà cái người thuê họ trả lại mặt bằng thì buộc lòng là họ phải tiếp tục đăng cái bảng lên để mà tiếp tục cho thuê. Nhưng mà bây giờ ấy, nếu mà thuê bằng cái giá lúc trước ấy, thì chắc chắn là không có ai dám thuê đâu. Mà trong cái bối cảnh là gần Tết anh chị, cận Tết nữa là anh chị biết rồi, tình hình mà cuối năm mà, cuối năm thì cũng không có là kinh doanh buôn bán được bao lâu nữa, sắp đến Tết rồi mà, nên là rất là nhiều người ta họ là ngại thuê, hoặc là nếu cho thuê anh chị thì bây giờ phải là chấp nhận một điều kiện, đó là phải giảm giá sâu, giảm giá tốt, và phải giảm giá rất là nhiều so với trước đây, thậm chí là nửa giá thuê anh chị. Thì cái người thuê người ta mới là mạnh dạn người ta đi thuê, mà nếu mà cho thuê thấp quá thì lại gặp một cái vấn đề, đó là cái số tiền cho thuê nó không đủ cái tiền để mà đóng lãi ngân hàng. Thực tế thì nó có một số trường hợp rất là éo le anh chị đấy. Tại vì cái câu chuyện là ví dụ như là tôi đi vay ngân hàng, tôi mua cái sản phẩm đó, bây giờ tôi cho cái người cũ thuê ấy, với cái giá đó thì vừa đủ tiền để mà tôi đóng lãi ngân hàng. Bây giờ ấy, mà anh bắt là tôi phải giảm cái giá xuống cho anh, nó đồng ý là tôi cũng rất là muốn giảm cái giá để cho mà anh thuê được. Nhưng bây giờ tôi giảm giá thuê ấy, thì tôi không có đủ cái phần lẻ để mà đóng lãi ngân hàng nữa, thì làm sao mà tôi có thể cho anh thuê được. Anh cũng phải thông cảm cho tôi.
thì có một cái sự tranh cãi rất là lớn trong cái thời gian gần đây vì việc là người có mặt bằng ấy cho thuê tại sao lại không chịu giảm giá. Thì cái lý do được họ đưa ra đó là khi mà giảm giá như vậy nó sẽ tạo ra một cái tiền lệ xấu về cái việc là cái người đi thuê họ lại chờ chủ nhà giảm giá thì họ mới chịu thuê. Bây giờ không giảm giá, cứ giữ mãi giá như thế, cứ để như thế, thà là bỏ không, bỏ hoang chứ không để không có cho thuê, để cho người thuê biết rằng là à, tao không có giảm giá, mày muốn thuê ấy thì thuê, còn không thì tao cứ để không ở đó, không cho mày thuê, thì sẽ tạo ra một cái tiền lệ rất là xấu về sau. Tuy nhiên anh chị, cái quan điểm đó cũng là đúng, nhưng mà đứng ở một cái góc độ của những cái người mà cần thuê mặt bằng để mà kinh doanh thì họ thấy anh chị mặt bằng nó cao quá, trong cái bối cảnh kinh tế như thế này làm ăn thì khó khăn, hàng bán ra rất là chậm thì họ không có dám thuê. Thì cuối cùng á là ông có mặt bằng cho thuê mà ông không cho thuê thì ông cũng để đó, ông vứt ở đó, và càng ngày thì cái mặt bằng nó lại là không có người thuê mà nó sẽ càng xuống cấp, nó càng sập sệ hơn. Trong khi cái người cần để mà buôn bán thực sự thì họ rất là muốn thuê với cái giá phải chăng để mà họ có thể kinh doanh buôn bán. Thì không biết ấy là cái việc mà hạ giá mặt bằng cho thuê xuống có tạo ra một cái tiền lệ xấu hay không, nhưng mà chắc chắn một điều là nếu hai bên đều cứ cứng như nhau thì không bên nào giải quyết được công việc của mình hết. Cái mặt bằng của ông ấy, ông không chịu giảm giá thì ông cứ giữ cái giá ở đó đi. Đấy, cái người thuê người ta không chịu nâng cái giá lên thì người ta cũng không thuê được, mà thuê giá cao ấy thì người ta cũng không dám thuê, và dẫn đến cái việc là người ta thôi khỏi kinh doanh gì hết, tôi về quê tôi sống cho nó khỏe. Bởi vậy tại vì sao mà trong thời gian đây tất cả quý cô chú anh chị mình đi làm tại các khu vực mà từ các khu vực quận huyện nội thành và các khu vực trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh, mình giờ đây anh chị thấy là những cái mặt bằng anh chị bây giờ là treo biển đỏ, dán biển cho thuê bát nháo khắp nơi hết, treo biển đầy ngay anh chị. Nhiều mặt bằng là đã treo biển là 6 tháng nay rồi, có cả những mặt bằng anh chị treo biển cả 1 năm nay rồi nhưng vẫn là chưa có người thuê, cũng bởi vì là chủ nhà người ta không chịu giảm giá thuê, và cái mức giá thuê đó nó vượt ngưỡng, nó quá cao so với cái nhu cầu của người thuê, thành ra người thuê họ không thể nào mà họ tiếp cận được, họ không có thuê được anh chị. Nhiều người thuê bây giờ ấy, người ta họ với tâm lý thôi bây giờ để tiền phòng thủ thôi, chứ bây giờ thuê giá cao như thế thì ra làm ăn cũng không được, chủ nhà nó cũng ăn hết nè. Cái đó là suy nghĩ của rất là nhiều người anh chị nha. Thì những cái người nào ấy, mà cái sức khỏe tài chính của người ta đang tốt anh chị, nghĩa là cái việc mà cho thuê một cái mặt bằng ấy, một tháng vài chục triệu, thậm chí là vài trăm triệu, đối với người ta là một con số nhỏ thôi. Người ta có nhiều cái cách thức mà để kiếm tiền khác nhau, và người ta có cái tổng tài sản rất là lớn đi. Thì cái việc mà người ta neo một cái giá cao là một cái điều hết sức bình thường, một điều dễ hiểu thôi anh chị ha. Còn có nghĩa là tao giờ tiền tao đầy túi đâu mà bây giờ tao không cần phải giảm giá cho thuê gì hết, hay được giá mày thuê, không được thì thôi. Nhưng mà những cái người anh chị mà người ta đang đi vay nợ và cái sức khỏe tài chính nó hơi yếu anh chị, yếu ấy, mà ông cứ neo cái giá như thế là ông đang tự giết ông. Thà là giảm một tí, ăn ít một tí mà có thêm một cái nguồn thu nhập để mà trang trải cái lãi ngân hàng tháng. Cái đó là quan điểm cá nhân của bất động sản Hậu Điều Phát anh chị ha. Ở đây không có chuyện là đúng sai à. Việc mà ông ráng để mà ông giữ cái giá thuê, hoặc là ông rao bán tài sản và ông giữ cái giá bán cao để mà ông kỳ vọng là ông bán ra ông có lời, hay là ông kỳ vọng ông bán ra để cho nó đỡ lỗ, hoặc là cho thuê phải là được giá, phải bằng cái giá lúc trước ấy, thì cái câu chuyện là nguồn thu ở đâu, ông đóng lại ngân hàng và nó cứ là kéo dài như vậy, không phải là câu chuyện là của vài tháng đâu, mà là câu chuyện của vài năm. Thì ông có chịu được nhiệt của thị trường hay là không, hay là giữa đường ông cũng phải là gãy cánh, ông cũng phải là hạ giá xuống mà thôi. Thì cái hoàn cảnh trớ trêu, cái hoàn cảnh éo le của những cái đại gia bất động sản đang nắm giữ những cái vị trí vàng trong làng bất động sản, những vị trí rất là đắc địa để cho thuê. Ngày xưa anh chị tính bằng tiền đô không à, một cái mặt bằng cho thuê lên đến là vài ngàn đô, thậm chí là hàng chục ngàn đô. Và giờ đây gặp rất là nhiều những cái khó khăn trong việc là đi cho thuê, vận hành những cái mô hình kinh doanh dòng tiền, những cái được gọi là thu nhập thụ động, thì giờ đây phải chủ động đi tìm kiếm những người thuê vô thì mới tạo ra cái nguồn thụ động như thế được. Nhưng mà kiếm người cho thuê lúc này cũng rất là khó khăn, rất là căng, và nó đã tạo nên một cái
hoàn cảnh rất là trớ trêu, rất là éo le. Khi mà bây giờ kinh tế thì khó khăn, người nghèo thì khóc đã đành, mà bây giờ người giàu cũng phải khóc anh chị. Những đại gia rất là nhiều đất, rất là nhiều nhà, nhưng mà thuê thì không cho thuê được, nhưng mà bán thì bán cũng không xong. Bây giờ bán thì phải là giảm giá sâu, bán rẻ. Nói chung là cả hai cần phải là hạ giá xuống thì mới là tiếp cận được cái nhu cầu của người thuê. Và người mua thì đại gia bây giờ không có tiền, mà không có tiền ở đây là tiền mặt để mà trả nợ. Thì cái thời điểm cuối năm là thời điểm mà nhiều người cho rằng cái thị trường bất động sản sẽ bước vào cái đợt điều chỉnh cuối cùng trước khi sẽ bùng nổ trở lại vào quý 2 năm 2024. Và nhiều quan điểm cho rằng là trong gần 2 năm vừa qua thì những cái người đã mua bất động sản, đã vay nợ để mà ôm đất thì đã thích nghi được với cái áp lực để mà gồng nợ. Hay có nghĩa là cái câu chuyện thời gian vừa qua tôi trả nợ riết, bây giờ nó cũng dần quen rồi, chai lì rồi. Và bây giờ ấy bản thân cũng đã thích nghi tương đối với những cái khoản nợ của mình. Và đương nhiên ấy, khi mà duy trì được cái trạng thái ổn định như thế, bây giờ tôi cũng đã là có được một cái nguồn thu nhập để mà trả lãi, để mà gồng được những cái khoản nợ vay, thì không có lý do gì mà tôi tiếp tục là hạ cái giá thêm. Và chính vì như thế, nhiều chuyên gia cho rằng là thị trường bất động sản nó sẽ còn một cái nhịp là điều chỉnh cuối cùng vào đầu năm 2024, trước khi là sẽ bật tăng mạnh trở lại vào giữa cuối năm 2024 trở đi, và là cơ hội cuối cùng cho những cái người mà sở hữu tiền muốn mua bất động sản ở cái vùng giá thấp, ở cái vùng giá đáy. Thì một số khác lại cho rằng anh chị là chuyên gia dự đoán, nhưng mà không biết là chuyên gia có mua hay là không. Ông dự đoán là lãi suất nó giảm rồi, ông dự đoán là cái thị trường bất động sản chuẩn bị tăng trở lại, thì ông có xuống tiền, ông có mua hay là không, hay là ông cứ dự đoán như vậy rồi lên báo để mà ông lùa gà. Nói tới cái vấn đề mà lãi suất giảm, thì trong thời gian gần đây á, rất là nhiều những ngân hàng đưa ra những cái hình thức cho vay mà thật sự nghe cái thông tin là sốc anh chị nha. Khi mà đã xuất hiện một cái ngân hàng cho vay lại anh chị ha, với cái lãi suất là 0%. Cụ thể là trong cái cuộc đua mà hạ lãi suất huy động và cho vay tại một ngân hàng thương mại, bất ngờ tung ra cái gói tín dụng ưu đãi với cái lãi suất là 0%. Đó là ngân hàng phát triển Hồ Chí Minh HDBank anh chị, vừa triển khai cái chương trình 10.000 tỷ đồng ưu đãi cái lãi suất cho vay. Trong đó thì cái gói tín dụng 5.000 tỷ đồng có tên vay mới đời phơi phới, lãi suất 0% anh chị, hay dành cho khách hàng cá nhân hay vay mới, hoặc là khách hàng cá nhân hiện muốn vay thêm. Thì nếu anh chị nào đã theo dõi kênh Bất Động Sản Howdy Phát trong cái thời gian dài, thì lúc nào Hảo cũng luôn luôn là cảnh báo anh chị về cái việc là cái bẫy lãi suất của ngân hàng. Có nghĩa là cái câu chuyện về đưa ra một cái lãi suất anh chị, một cái lãi suất rất là thấp, và bây giờ cái lãi suất 0% luôn. Thì quan trọng ấy là cái lãi suất đó nó kéo dài được bao lâu, hay là chỉ trong một thời gian ngắn thì lại là quay trở lại cái lãi suất thả nổi. Và trong cái bối cảnh là kinh tế đang rất là khó khăn như thế này, làm ăn thì nó khó khăn, nó không ra tiền mà phải gồng một cái lãi suất thả nổi cao. Mà nếu mà cái lãi suất thả nổi duy trì ở mức cao ấy, thậm chí là có thể điều chỉnh lên một chút anh chị, thì coi như là anh chị mình gãy cánh nha, là điều tất yếu mà thôi, không thể nào mà gồng nổi đâu. Rất là nhiều những cái trường hợp là không gồng nổi và phải là buông tay rồi. Đấy, ngân hàng vào thanh lý nhà anh chị ngay, thanh lý tài sản anh chị ngay. Thì câu chuyện ấy mà cho vay với cái lãi suất 0% này của ngân hàng HDBank anh chị, là cái lãi suất này là ưu đãi của cái gói tín dụng này, nó chỉ xảy ra trong cái tháng đầu tiên mà thôi anh chị nha. Anh chị nên nhớ là trong một tháng đầu tiên mà thôi, còn những cái tháng còn lại thì nó lại là áp dụng theo cái mức lãi suất hiện hành của ngân hàng, có nghĩa là lãi suất thả nổi anh chị. Thì chị mình đừng có nghe là nghe rẻ mà ham anh chị, không có miếng bánh mì nào là miễn phí cả anh chị, của rẻ là của ôi mà. Hay Hảo Đi Phát cũng đã là liên tục cảnh báo anh chị về những cái rủi ro, về cái bẫy tài chính, về cái bẫy lãi suất của ngân hàng. Anh chị mình hết sức là cẩn thận trong cái thời điểm này. Nếu mà có cái kèo nào ấy mà nó thơm lắm, những cái bất động sản mà nào mà giá nó rẻ, nó ngợp xung quanh những khu vực anh chị mình đang sinh sống, hoặc là cái khu vực anh chị mình đang tìm hiểu để mà đầu tư, có được cái món hời, những cái bất động sản được hạ giá sâu xuất hiện, thì anh chị nếu có muốn bắt đáy, nếu có muốn mua để mà đầu tư dài hạn, thì với điều kiện ấy là mình phải có tiền mặt và mình hạn chế là vay. Có nghĩa là nếu anh chị vay ha, thì vay với một cái tỷ lệ là nó thấp thôi, có 7 phần thì chỉ vay là 3 phần mà thôi, để tránh cái trường hợp là mình rơi vào cái trạng thái là bị động,
Và trong cái bối cảnh mà tình hình chính trị, tình hình quân sự trên thế giới vẫn còn diễn biến rất là phức tạp, đặc biệt là chiến sự đang leo thang ở khu vực Trung Đông giữa Israel và Palestine, trong khi các cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có hồi kết, thì tình hình kinh tế nó vẫn còn rất là bất ổn và suy thái. Kinh tế vẫn đang là một cái rất là ám ảnh anh chị, trong đầu của rất là nhiều người. Người nghèo cũng khóc mà người giàu cũng khóc. Thời điểm vừa rồi ấy, thì Hảo Điều Phát cũng thấy là rất là nhiều các cái bài báo anh chị đăng tải là thì nhiều chuyên gia cho rằng là quý 2 của năm 2024 thị trường bất động sản sẽ đảo chiều để có một nhiều cái điểm tích cực và bất động sản sẽ khởi sắc mạnh. Nhận thấy thực tế thì nhiều người lại cho rằng năm 2024 còn khó khăn hơn cả năm 2023 khi mà số lượng doanh nghiệp phá sản sẽ còn nhiều hơn nữa. Thì quan điểm anh chị như thế nào? Hãy cùng bình luận ở phía bên dưới ha, để mà chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận, để cùng nhau tìm ra một cái điểm mua hợp lý, tìm ra cái hướng đi, cái hướng phát triển tiếp theo cho thị trường bất động sản bền vững nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ lên đây để cho những cái nhà đầu tư cá nhân và những người mua để ở, người ta họ định hướng được cái thị trường và chọn cho mình được những cái khu vực hợp lý cho mình, tìm được những cái điểm mua hợp lý, hạn chế mất tiền ngu và tối ưu hóa được cái khoản đầu tư của mình, tìm kiếm được những cái sản phẩm tốt, tiện ích đầy đủ, hợp lý, pháp lý đầy đủ để mà có thể mua, để mà ở, an cư lập nghiệp, để mà khi tất cả quý cô chú và anh chị khi mà tham gia cái cộng đồng bất động sản của Hảo Địa Phát thì ai ai cũng có lợi, ai ai cũng kiếm được tiền, ai ai cũng tìm được những cái sản phẩm bất động sản như ý. Hảo Địa Phát cũng xin cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị đã dành cái thời gian lắng nghe những chia sẻ chân tình của bất động sản Hảo Địa Phát. Đầu năm mới năm 2024, Hảo Địa Phát cũng kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị thật là nhiều sức khỏe, dồi dào sức khỏe, luôn luôn vui tươi, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và năm 2024 này thì làm ăn, công việc thuận lợi, tấn tài, tấn lộc, tiền vô đầy túi. Xin cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị.